Tôi xem cái MV, tôi quý vị biết là trước khi để tôi có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi được teaser cái này nó khoảng hơn 30 lần. Nhắn xin ơi phải coi cái này xin ơi, lần này tôi khô máu xin ơi, tôi chơi khô máu cho xin coi. Nó nói chơi cái gì? Quốc tới 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 luôn, tôi phải làm tới cái này là thay đổi cột mốc mới sự nghiệp tôi phải làm. Nó nói mà tôi tưởng nó làm sắp tới là nó bán nhà nó làm cái gì đó, tưởng tượng nó phải tới cái mức đó. Tôi nói mình làm cái dữ vậy, nó xin phải coi một cái sự kết hợp đông tây hòa điệu cổ kim đồ hiện đại phép thuật màu nhiệm văn học mỹ thuật có hết trong này. Tôi nói bình, thế giới đang yên ổn, mày đừng có làm một cái gì đó để giải cứu thế giới nha. Mình bình tĩnh nha, nó không phải tin tôi. Mà thật sự tôi ngồi tôi nói, không biết nó có nổ hay không mà nó nói dữ vậy. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà tôi ngồi dưới tôi xem, thật sự vỏn vẹn vài phút thôi, như cô bé này nói, tôi tin là đằng sau cái vài phút mà quý vị xem là rất nhiều con người phải cực khổ làm việc rất là nhiều. Tại quý vị biết là cái này cái MV mà đầu tư mà CJ như thế này, rồi trang phục bối cảnh everything đều phải có tiền hết, tiền rất nhiều, nội trang phục đây mua cũng mắc tiền, mua đồ hiệu không. Thành thử ra tôi thấy rằng là đúng lần này là bạn tôi nói chơi khô máu là khô máu thiệt thật sự. Và tôi nói nha, có những người cứ nổ lên nổ nổ nói là MV làm 2-3 tỷ rồi, tôi không biết quý vị làm cái MV sao mà tôi nói 2 tỷ, tôi dòm vô tôi không thấy tới 2 tỷ. Nhưng MV này nói 2 tỷ tôi tin nó 2 tỷ, tại vì nó có những sự đầu tư nó mang lại hiệu quả, những sự đầu tư không mang lại hiệu quả. Có những sự đầu tư mà nói 2 tỷ đó, tôi nói u quay cái gì mà 2 tỷ mấy anh chị. Nhưng mà cái MV này mình thấy bao nhiêu cái CG, bao nhiêu cái graphic người ta phải làm, bối cảnh, trang phục, đấy, diễn viên đẹp, nha, mọi thứ rất là chỉnh chu. Và quan trọng hơn, cái tôi đánh giá cao MV này của bạn tôi là chất xám. Chất xám bỏ trong này nhiều quá. Cả về đúng như mình đã nói đúng, nó có nhiều cái sự giao thoa. Có nghĩa là nhiều cái hay ho nó gặp nhau tại giao điểm của âm nhạc, mỹ thuật, đúng, văn học và thẩm mỹ, tất cả nhiều thứ nó cộng cộng hưởng lại với nhau. Cao Bá Hưng làm nhạc rất tốt. Sang ở sang à? Sang, à, có Sang nữa hả? Sang, Sang là người làm nhạc chính và Cao Bá Hưng là handle nhạc của chúng thấy ta. Tưởng bạn này diễn viên. Không, đây là producer của công ty Thanh Bình, một bạn producer trẻ. Producer đây là người đã từng một trong cái tay cho Sang được rồi. Rất nhiều ca khúc thành công như là Thành Công Một nè, hay là Khác Biệt To Lớn vừa rồi. Nó bỏ bao nhiêu tiền trong MV này mà nó được ao gì? Tại vì cái cảnh nào chứ nó rất lâu. Đúng rồi. Tôi tưởng nó là em diễn viên. Còn Cao Bá Hưng thì handle những cái nhạc của dân tộc trong sản phẩm này. Và xuất hiện rất ít. Trong xe là xuất hiện rất nhiều, nó bỏ bao nhiêu tiền đâu. Tại vì nó chịu đóng giá thôi. Ok. Hưng là một bạn trẻ cũng rất là giỏi. Tôi cũng đang cộng tác với Hưng trong một cái dự án sắp tới quý vị sẽ biết. Tôi cũng làm việc với Hưng để làm cho một cái bậc tiền bối trong nghề. Và rất là may mắn cái người đó cũng tin tưởng để tôi với Hưng làm cho cái cho dự án âm nhạc này mới. Ngày trước ta làm nhạc nghiêng ngộ ha. Nhưng mà giờ quay lại xong của mình. Quay lại chứ. Thì mới nói á là nhạc của Hưng làm rất là tiệm cận, đúng, rất là hiện đại nhưng mà nó luôn luôn mang cái văn hóa của người Việt. Cái giỏi của Hưng là Hưng với Bình không có làm cái bài này nó bị quá Trung Hoa. Nó vẫn nghe cái gì đó nó có nhạc cụ dân tộc Việt Nam ở trong đó. Và truyện Kiều. Tôi không nghĩ là bạn tôi lại nghĩ đâu cái MV mà đưa Kiều vào trong này, nghiên cứu về câu chuyện của nó, rồi cách tạo hình, rồi lại còn xuyên không nữa chứ, lại còn đi từ hiện đại qua tới quá khứ rồi. Có nghĩa là quá nhiều cái sự giao thoa trong cái MV này. Nhưng mà cái tham đó của các bạn nó không làm mình đi bội thực, và tại vì mọi thứ nó đều sắp xếp rất là khoa học và hợp lý. Và tôi cực kỳ đánh giá cao những cái đầu tư như thế này. Đây là những cái đầu tư nó mang lại hiệu quả và giá trị tốt cho nghệ thuật. Cho nên tôi hy vọng rằng là cái MV này ngày hôm nay á, sẽ được các anh chị yêu thương, dành cho bạn tôi một cái sự ưu ái để giúp cho nó được đến tay nhiều người hơn. Và hy vọng là cái sự đầu tư này của bạn tôi nó sẽ hiệu quả. Dạ vâng. Đúng như bạn nói đó, từ Hán Việt nó có nhiều cái phép nhiệm màu lắm. Cho nên
Tôi hy vọng là cái MV của bạn nó cũng sẽ giống như vậy, nó sẽ được người ta khám phá, xem đi xem lại rồi tìm kiếm trong đó những gì mà mọi người đã đóng góp nhỏ nhỏ vào trong đó. Một cái gì mà quý vị xem qua một lần muốn chán liền thì thôi, không có gì để bàn. Còn một cái gì xem muốn xem qua xem lại để mình điều tra, mình tìm tòi trong đó người ta đã làm cái gì. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng MV này sẽ làm được. Mà bây giờ quan trọng là một người mà cũng rành về kịch bản, về phim như Sền á, thì Sền biết là cái nhân vật mình hóa thân trong đây là nhân vật nào. Hay đó, em thích câu này đó, em đảm bảo luôn á. Không có hỏi ai. Hỏi ai. Nhưng mà câu trả lời mới hay ngon. Đây nè, đây nè, để trả lời nè. Rồi, mọi người chờ nha. Thế Bình có biết Bình đóng vai nào không? Biết chứ. Biết đúng không? Biết. Giờ hỏi tôi chi? Ok, thật ra thì cái